Xin chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây vú sữa hoàng kim, hàng khủng, toàn cây to đấy các bạn, quả đây, quả chín đấy nhá. Vú sữa hoàng kim. Bác nào đang cần chuẩn bị về nhà mới mà mình cần trồng một hai cây ăn quả, vừa làm cây ăn quả vừa làm cây cảnh để set up biệt thự xuân vườn, các bác nhớ là không bỏ qua cái cây vú sữa hoàng kim mình nhá. Ăn quả rất là ngon, ngọt luôn. Đây quả này, đây quả này nó còn bị thơi bị thối đấy, quả đây nhá, ăn ngọt ơi ngọt à. Anh Quân ơi, anh phát like không chưa? Để em phát trên TikTok, em phát bán vú sữa cả. Vú sữa đây. Ngon ngon ơi, ngon luôn mọi người. Ngọt nịm luôn. Vú sữa hoàng kim, hàng size to. Hàng này vanh của nó tầm khoảng 25. 30. Ừ, 30. Vanh 30 nha các bạn nhá. Ngon ngọt luôn á. Hàng xay to nha các bạn nhá. Buổi ăn ngọt nịm luôn. Ngon hơn vú sữa mình. Quả này vẫn hơi xanh, nó bị thối. Quả này bị thối. Bác nào đang cần set up sân vườn, vừa trồng cây ăn quả này, vừa làm cảnh này, thì các bác nhớ là không bỏ qua cây vú sữa hoàng kim. Bên một quả của nó khi khi nó to là nó như này, một quả mà nó không bị vẹo vọ, không bị xấu xí. Các bác trồng ở nhà, các bác có thể bọc quả vào, không bị vẹo vọ xấu xí thì nó rất to như này. À, cái cây ở đây vanh to nhất sẽ là cây vanh 30 nha mọi người nhá. Bác nào mua thì em sẽ chọn cho mọi người cây vanh to. Và đây là chỉ bán cây vanh to thôi, cây vanh nhỏ thì sẽ bớt lại để nuôi chứ không bán bọn vanh nhỏ đâu. Đây, cây này, này. Đây ví dụ nhá, anh Quân đứng đây. Một cây này là cây to này. Đấy, con này là đường kính của nó khoảng 8-9 này. Quả rất là to luôn. Quả sai luôn nhá. Phù hợp điều kiện thời tiết Việt Nam. Quả rất là sai và nó sai quả hơn vú sữa ta mình rất là nhiều nhá. Sai quả ăn, sai quả hơn này, quả mã đẹp hơn này. Và ăn quả nó thơm ngon ngọt hơn rất là nhiều luôn. Thơm ngon hơn vú sữa của mình rất là nhiều. Cái này anh đẹp này. Cần cây to đấy, có cây nó hết quả, cây không. Đi đâu ấy? Ông Tuân ông lại rong mình đi đâu đây? Anh vừa phát TikTok thì em phát làm sao được? Mọi người chạy sang TikTok để em tắt cái này, đi sang em sang TikTok em phát nhá. Cái đấy mà cây to ở đằng ngoài, đằng này bao nhiêu cây to để đi dòng ở đây. 20-30 quả không quan trọng, cây to tù bà tù mù nó quay lên làm gì mà lên được ảnh. Ở ngoài kia người ta chỉ cần cây điểm mõm một cây có quả thôi.